Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì lại bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng là sản phẩm bên mình, bạn thấy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì lại bên mình sản phẩm tiếp tục về sản phẩm là Samsung Note 8. Thì Samsung Note 8 thì bên mình đang rất nhiều là khách hàng tin tưởng và ủng hộ bên mình rất là nhiều. Thì hôm nay để đáp ứng nhu cầu của bạn là trẻ và các bạn mà đam mê sản phẩm là siêu phẩm Samsung Note 8 thì hôm nay thì bên em lại về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 cây Samsung Note 8 giá cực kỳ là rẻ, chỉ từ hơn 3 triệu đồng đến hơn 4 triệu đồng, rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Trên thị trường nó bán toàn 5 triệu trên 5 triệu các bạn nhé, nhưng mà bên em đấy bán đang chỉ bán các bạn với giá từ hơn 3 triệu đồng các bạn nhé, rất là rẻ đấy. Và giá sản phẩm Samsung Note 8 bên mình thì bao giờ rẻ nhất Việt Nam nhé, nên là các bạn cứ yên tâm sản phẩm Samsung Note 8 bên mình ạ. Đấy ạ, Note 8 thì là em cũng nói sơ cua qua về sản phẩm Samsung Note 8 này. Thì Note 8 của nó là màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch nhé, đấy, màn hình 6,3 inch tràn viền, màn hình là 6,3 inch này. Đấy, màn hình là 6,3 inch. Đấy, màn hình là 6,3 inch này, đấy, 6,3 inch. Màn hình là 6,3 inch tràn viền các bạn nhé. Đấy, màn hình là 6,3 inch tràn viền. Độ phân giải màn hình của Samsung Note 8 này, độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. 2K. Đấy, nên cho hình ảnh các bạn, nói thật với các bạn, quá tuyệt vời luôn. Phân giải 2K thì không có 2K các bạn xem cực kỳ là nét, cực kỳ tuyệt vời Note 8. Tại vì biết tại sao những sản phẩm siêu phẩm ngày trước của Samsung Note 8 ấy, Samsung thì mới có màn hình là 2K nhưng Note 5 nó kiểu cũng là siêu phẩm. Tại vì lúc cái thời điểm mà mới ra sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn cũng biết đấy, nó đắt ngang với một con xe máy lít bây giờ nhá, gần 30 triệu đồng nhá. Đấy. Và hôm nay bên mình chỉ bán cho bạn với giá là chỉ từ hơn 3 triệu đồng đến hơn 4 triệu đồng thôi. Trên thị trường đang bán toàn trên 5 triệu đồng nhá. Đấy, Note 8 bên mình bán cực kỳ là rẻ cho bạn nhé. Màu xanh cực kỳ là đẹp đấy ạ. Đẹp đó. Con này thì đẹp. Đấy. Mình sẽ vào xem phim 4K cho bạn này. Đây, mình sẽ vào xem phim 4K này. Đây, phim 4K này. Đây, 4K này. Đấy. Đấy, các bạn vào xem phim 4K. Chỉ trong 24 giờ này còn miễn phí vận chuyển 88 ngày trên toàn quốc. Sau này thì nó hơi nhiều quảng cáo một chút. Đấy, mình sẽ giới thiệu cho qua. Đấy, các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Đấy, các bạn xem phim 4K này, thật với các bạn quá sắc nét luôn. Nghiêng màn hình thì không có độ lóa mờ gì nhá, nên là các bạn cứ yên tâm ạ. Nghiêng màn hình thì sắp không có độ lóa mờ gì ạ, nên là các bạn cứ yên tâm ạ. Đây. Đấy. Mà con chip sử dụng của nó là chip Snapdragon 8890, nên các bạn dùng yên tâm. Đấy. RAM của nó RAM 6GB. Các bạn khỏi phải chê luôn. Đây, xem phim 4K. Các bạn nét thì ạ, xem cực kỳ là sướng luôn. Đây mình còn chưa chỉnh bao nhiêu độ phân giải của nó. Quá là nét luôn. Đây các bạn xem, phê lòi mắt luôn. Đấy. Samsung Note 8 đấy ạ. Đấy, các bạn sẽ vào nghe nhạc vàng cho mình nhé. Đây, camera của nó đây. Camera trước này cực kỳ là sắc nét các bạn, bán hàng livestream tuyệt vời này. Đấy, camera sau các bạn nhìn chưa? Camera sau của nó là hai camera, một đèn flash vân tay đấy nhá. Đấy, đây là có hỗ trợ cổng tai xi chân ngạc này. Đây có cái bút này, hỗ trợ bút Note 8 thì hỗ trợ cái bút. Các bạn mà thấy hay mà đi làm mà văn phòng ấy mà có hay ghi chú nhiều ấy thì các bạn nên mua sản phẩm Samsung Note 8 này. Note 8 này nó có hỗ trợ cái bút, các bạn viết rất là sướng nhá. Đây. Đấy. Đấy, các bạn viết hay ký như nào rất là sướng nhá. Hoặc là các bạn học vẽ học ký cũng rất là ok nhá. Đấy, Note 8 đấy, Note 8 bên mình này. Đấy. Đấy, Note 8 này. Quá tuyệt vời luôn này. Đấy, Note 8. Đấy, Note 8 bên mình đấy. RAM 4GB, bộ nhớ coi như trong là 64GB, tùy theo con nhá, sẽ có con 256GB, nhưng mà chủ yếu hầu như của nó là 64GB đó các bạn nhá. Đây, hôm nay bên em về rất là nhiều Note 8 ạ. 11 cây cơ. Và sản phẩm Samsung Note 8 ấy thì tất cả đều là bản Hàn 2 SIM rồi nhá. Đấy. Tất cả đều là máy bản Hàn 2 SIM. Sản phẩm Note 8 này thì mình nhập nguyên chiếc của Hàn Quốc về,
đâm là máy đã bị sửa chữa thì không hề có nhá. Thì những hàng Việt Nam mình thì nói chung là Việt Nam mình thì hay đục đẽo sửa chữa lắm. Đây hàng Hàn Quốc thì các bạn yên tâm. Tính năng của nó 8 rất hay, các bạn có thể là lúc ngủ các bạn thể gõ tay màn hình này, nó sẽ sáng màn hình các bạn, hoặc là các bạn gõ lúc này thôi, nó sẽ mở khóa. Đấy rất là tiện lợi nhá. Nó 8 thì rất nhiều tính năng. Tại vì lúc 10 ra nó là siêu phẩm mà. Siêu phẩm mấy chục triệu nên là các bạn cứ yên tâm. Đó, về giá cả và màn hình, thứ nhất màn hình nó cực kỳ là đẹp, đắt. Nên mà rất là giữ giá nha các bạn nhé, nó 8 đấy. Ngày xưa các bạn lao động phổ thông ít tiền đấy, thu nhập ít tiền mà lương chỉ có vài triệu một tháng, đừng có bao giờ mơ các bạn mua sản phẩm Samsung nó 8 này. Mình chưa bao giờ mình nghĩ đến mình mua sản phẩm nó 8 để dùng, bây giờ nó quá là rẻ rồi. Thời điểm này điện thoại rất là cao nhá. Các bạn mua iPhone ấy kiểu khác, không khác gì là vàng, mua vàng cả. Các bạn tội gì các bạn phải mua iPhone, các bạn mua những phẩm Samsung này. Từ 3 triệu đến 4 triệu 500k mà cực kỳ là rẻ, rất là sướng, hai SIM hai sóng. iPhone thì đợt này iPhone 6S bây giờ thì cũng trên 3 triệu rồi. iPhone 7 thì cũng là trên 4 triệu rồi. Tội gì các bạn phải mua iPhone 7? iPhone 7 thì làm sao mà dùng những các bạn dùng không bao giờ sướng những sản phẩm Samsung Note 8 này, mình khẳng định cho các bạn luôn. Kể cái độ đắt của nó, Note 8 này cũng đắt hơn, lúc mới ra cũng đắt hơn nhá. Đấy. Và đây thì mình có 11 con thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng con một cho các bạn nhé. Đây, con đầu tiên nhỉ. Đây. Con đầu tiên thì mình ấy từ đẹp đến cho bạn. Từ đẹp đến xấu cho bạn này. Đấy. Đây. Đây. Con Note 8 này, con này là con màu đen này. Đấy, con màu đen thì hình thức con này cũng là đẹp 90% các bạn nhé. Đẹp cũng đẹp, hình thức con này cũng đẹp 90% này. Đấy. Mình xem cấu hình con này là bao nhiêu ghi. Đấy, RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Màn hình thì con này thì bị hơi bị ảm ảm một chút thôi nhá. Đây. Hơi bị ảm ảm một chút thôi, hơi bị ảm một chút thôi ạ. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 600k nhá. Đấy, 3 triệu 600k sản phẩm Samsung Note 8 đấy ạ. Chỉ với 3 triệu 600k. Các bạn sở hữu sản phẩm Samsung Note 8 rồi ạ. Đấy, Note 8 các bạn nghe tuyệt vời luôn. Đây mình sẽ vào nhạc vàng cho bạn nghe. Đấy, các bạn nghe nhạc thì thật các bạn. Sướng phê luôn. Tuyệt phận. Đây. Các bạn nghe nhạc tuyệt vời. Cái loa Samsung Note 8 thì phê loài mắt luôn nhá. Đấy. iPhone thì thời điểm này thật với các bạn cực kỳ là đắt. Đấy, thì các bạn mua những sản phẩm iPhone 7 bây giờ phải trên 4 triệu rồi. 6S phải trên 3 triệu rồi. Các bạn mua những sản phẩm Samsung Note 8 này dùng thật với các bạn. Thứ nhất là giá cực kỳ là rẻ, yên tâm. Giá bên mình là rẻ nhất Việt Nam nên các bạn yên tâm nhé. Đấy, giá cho mình khẳng định các bạn là giá rẻ nhất Việt Nam nhé. Đấy, không đâu có giá rẻ bằng nhà mình ạ. Nên là các bạn yên tâm ạ. Đây, Note 8 con số 1 này. Màn hình thì cũng ám vừa vừa thôi. Đây, ám vừa vừa thôi. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 600k nhá. Con màu đen này các bạn nhá. Đấy, con màu đen này. Đây, màu đen này. Note 8 màu đen số 1 là 3 triệu 600k nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này thì các bạn ở gần địa chỉ cửa hàng, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình. Hoặc đây là số này mình dùng Zalo. Các bạn nào mà ưng sản phẩm nào mình sẽ báo giá tất từng các bạn. Thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, hai số điện thoại nhà mình đấy nhá. Đấy, giờ làm việc thì mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối, mong các bạn đừng gọi mình sớm quá, không muộn quá các bạn nhé. Thời điểm nào mình không nghe máy được thì các bạn có thể gọi vào thời điểm khác giúp mình nhé. Đấy, con số 1 này. Số 1 này. 3 triệu này. 600k nhá. Đấy. Mình bán rất nhiều sản phẩm Samsung Note 8 rồi và chưa phải bảo hành một con máy nào nên các bạn yên tâm. Tại vì Samsung nó không có một cái gì để hỏng cả, nó quá là bền luôn. Các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Đây. Con số 1 là 3 triệu 600k màu đen này. Và con số 2 đây mình sẽ đánh dấu là con số 2. Con số 2 là màu xám này. Hình thức là máy đẹp cũng là trên 90% nhá. Số 2 màu xám rất là đẹp ạ. Đấy, con này thì màn hình cũng ám nhá. Ám hơi bị lưu lưu một chút thì con này thì ám vừa vừa thôi. Hơi bị lưu lưu một chút. Bên mình cũng bán cho bạn với giá là 3 triệu 600k nhá. Đấy, 3 triệu 600k nhá. Đây, hình thức là máy đẹp coi như là trên 90% luôn. Rất là đẹp cho các bạn nhá. Đấy, 3 triệu 600k. Con này. Số này là số gì nhỉ? Số này là số 2 này. 3 triệu này. 600k. Đấy, không đâu những sản phẩm Samsung Note 8 là giá rẻ như này. Đấy. iPhone 7 bây giờ toàn trên 4 triệu các bạn mua sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn thề các bạn dùng sướng hơn là nhiều mà pin châu bò hơn là nhiều nhá. Đấy, con số 2 là 3 triệu 600k, 2 SIM 2 sóng cơ.
Tất cả máy mình là hàng nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy. Đấy. Con này thì là gì nhỉ? À, con này mình sẽ xem bộ nhớ là bao nhiêu ghi. Đấy, con này là RAM 4 à, RAM 6 ghi, bộ nhớ trong là 64 ghi nhé. Thì như nhà mình có một hai con là bản 256 ghi ấy. Con này thì là màn đẹp nhá. Màn đẹp mà chỉ bị hơi bị lưu trữ một tít trên này thôi. Đấy, hơi bị chiêu lưu trữ một tít trên này thôi. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu nhá. Đấy, con số 3 này là 4 triệu đồng. Đấy, 4 triệu đồng. Đấy, giá màn hình thay con này đã vào 3 triệu 8 rồi. Thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 4 triệu đồng. Quá là rẻ luôn các bạn nhé. Con số 3 này 4 triệu đồng. Màn không ám chỉ bị lưu một ít ở trên thôi. 3 triệu, 4 triệu đồng nhé. Rất là rẻ. Tội gì các bạn phải mua những sản phẩm mới đâu. Đây, 3 triệu. À đây 4 triệu nhé. Con này số 3 này 4 triệu này. Đây. Và đây thì mình sẽ xem cho các bạn là đây. Và buổi tối nay thì mình sẽ xem cho các bạn xem giá họ giao máy Note 8 nhé. Note 8 đây. Giá họ giao máy Note 8 đây ạ. Đây các bạn có thể là đây mình sẽ vào Zalo. Đây các bạn mình sẽ nhập Zalo cho bạn nhé. Đây là số Zalo của mình nhé. Đấy, xem họ giá họ giao Note 8. Xem các bạn mình mua có gì không nhé. Đây ạ. Đây họ đang giao mình điện thoại đây ạ. Đấy. Đây là giá họ giao máy cho mình này. Đấy. Đấy, bảng giá các ngày này. Đấy. Đây là bảng giá điện thoại các ngày. Đây, mình sẽ xem cho các bạn xem giá Note 8 họ đang giao cho mình đây ạ. Nói thật với các bạn, mình khẳng định các bạn giá bên mình là rẻ nhất Việt Nam nên các bạn yên tâm ạ. Đây ạ. Này. Mình sẽ đây ạ. Các bạn nhìn chưa ạ? Đấy. Đấy. Đây. Giá Samsung đây các bạn này. Giá Samsung Note 8 đây. Note 8 Mỹ này, một SIM này, 4 triệu 9 này, đây là giá của thợ nhá. Và Note 8 SIM, Note 8 một SIM này, Note 8 Nhật một SIM 99%. Giá là 4 triệu 9 này. Đấy, đây là hàng Nhật với hàng Mỹ. Đấy, hàng Nhật, hàng Mỹ họ đã giao mình là 4 triệu 9 rồi cơ. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá sản phẩm Samsung Note 8 của mình nhá. Tại vì hàng Nhật nó còn không thích dùng bằng hàng Hàn này. Hàng Nhật còn không thích dùng bằng hàng Hàn này cơ. Mà giao họ đang giao mình tận 4 triệu 9 mà mình bán hơn 5 triệu thì thời điểm này thì cực kỳ là khó. Nhưng đấy, mình bán cho các bạn vì giá các bạn là rẻ hơn cả giá bán buôn cơ. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả đi ạ. Không phải đâu các bạn phải so sánh về giá hết nhé. Này, con này là con đấy. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn là xem giá cả luôn. Họ giao cho mình. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là chỉ với hơn 3 triệu đến hơn 4 triệu thôi. Nên các bạn cứ yên tâm về giá cả cơ. Đấy, con này là con số ấy này. Con này là con số 4 này. Số 4 thì con này cũng khá là đẹp, đẹp trên 90% các bạn nhé. Mà con này thì là màn không ám này. Hơi bị lưu một tí ở đây thôi nhé. Hơi bị lưu tí ở đây ạ. Màn không ám chỉ bị hơi một lưu tí chỗ này thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 con màu xanh đây ạ. Này, màu xanh rất là đẹp đây ạ. Màn không ám nó chỉ bị hơi bị lưu tí ở đây thôi. Bên mình đang lưu trữ một tí ở đây thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 các bạn nhá. Đây, con này là con 4 triệu, con là số 4 là 4.200.000 nhá. Yên tâm giá sản phẩm Samsung bên mình đi, không phải lo về giá cả đâu. Giá mình rẻ nhất Việt Nam luôn. Con này là con số 4 đấy. Đấy. Đấy, số 4 này. 4 này. Này là 4.200.000 này. 200.000 con màu xanh nhá. Đấy các bạn nhá. Đấy, và con này là con số 5 này, con số 5 màu xám này. Con số 5 màu xám này. Con số 5 màu xám này. Đấy, con này thì màn cũng khá đẹp nhá. Chỉ bị hơi bị ám một tí trên này thôi nhá. Đấy, bên mình cũng bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. Máy đẹp là trên 90% nhá. Đây, máy màu xám đẹp trên 90%. 4.200.000 nhá. Đấy, con này 4.200.000. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Con số 5 là 4.200.000. Đấy. Máy mình thì đẹp keng xà beng luôn, số 5 này. 4 triệu này. 200.000. Đấy. Giá coi như là các bạn bao cho bạn rẻ nhất toàn quốc. Và con này là con số 6 ạ. Số 6.
con này thì màn cũng khá là đẹp ạ. Đây ạ, màn trắng bốp luôn, khá là đẹp luôn. Đây ạ. Đây. Màu xám nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 đấy ạ. Con màu xám này. Con màu xám màn đẹp này. 4.500.000 nhá. Đấy. Màu xám màn đẹp 4.500.000 cho các bạn nhá. Con này là con số 6 á. Con số 6 này là mình bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Đấy. Tội gì các bạn không mua đâu. Giá sản phẩm Samsung Note 8 các bạn yên tâm về giá cả nhá. Mình sẽ bán cho bạn về riêng thời điểm Covid này mà khan hàng thì mình sẽ bán cho bạn giá cực kỳ là rẻ nhất, xả lỗ luôn các bạn nhé. Số 6 này 4.500.000 này. Đấy, 4.500.000 các bạn nhá. Này và con này là con số 7 này. Số 7 là con này như đẹp nhất của ngày hôm nay này. Số 7 như con này đẹp nhất của ngày, màn trắng bốp luôn ạ. Đây. Rất là đẹp đấy. Mình còn có mấy con. Mình xem con này bộ nhớ là bao nhiêu ghi nhá. Màn trắng bốp luôn. RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.700.000 đấy ạ. Con màu xanh này, hình thức là đẹp trên 90%. Máy trắng bốp luôn ạ. Này. Đây, máy trắng bốp luôn. Đấy. 4.700.000 nhá. Đấy, con này còn cao nhất nhà mình thôi. Hôm nay nhà mình có mỗi con này là cao nhất là 4.700.000. Con này là số 7 này. 4.000.000 này. 700.000 này. Đấy, 4.700.000 con số 7 này nhá. Các bạn yên tâm nhá. Đây, hôm nay nhà mình tối nay nhà mình về con màu gold đẹp quá. Đây, màu gold đẹp. Cung đình vỏ đẹp kinh người. Đây, vỏ đẹp, màn cũng đẹp luôn này. Đấy. Đây, vỏ đẹp, màn cũng đẹp luôn nhá. Gọi là chỉ bị hơi bị tí thế này, hơi bị lưu một tí thế này thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.400.000 nhá. 4.400.000, cái con này là con số 8 này, 4.400.000. Nói chung là màn trắng bốp đẹp, chỉ gọi là tí các bạn để nhìn kỹ mới thấy nhá. 4.400.000 nhá. Đấy, con này là con số 8 này. Số 8 này, 4.000.000 này. 400.000, màu gold đẹp. Đây. Số 8 là 4.400.000, màu gold đẹp các bạn nhá. Đây ạ. Đây và con này là con số 9 này. Số 9 thì con này thì là bản 256GB nhá. Đây. Số 9 thì con này là bản RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB các bạn nhá. Đấy. 256GB. Đây. 256GB. Màn con này chỉ bị hơi bị à một chút thôi nhá. Đấy, gọi là nhẹ nhá. Hơi làm nhẹ các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500.000 nhá. 4.500.000 con bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB này nhá. Đấy, 4.500.000 nhá. Con này là con số 9 này. Số 9 này, 4.000.000 này. 500.000. Con này là bản 256GB các bạn nhá. Còn tất cả loạt này là 64GB nhá. Con này là 256GB này. Đó, 256GB hôm nay buổi tối ngay này về được 2 chiếc. Con này cũng là 256GB nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Đấy. Đây, con này thì màn đẹp. Con này là màn đẹp nhá, không ám nhá. Chỉ gọi là nhìn kỹ hơi tí đây thôi. Bên mình đang bán các bạn bây giờ cũng giá 4.500.000 nhá. 4.500.000 sản phẩm Samsung Note 8 bản 256GB này các bạn nhá. Đấy, 256GB này. 4.500.000. Cái con này là con số 10 này. Đấy, số 10. 10 này. 2.000.000 à được 4.000.000 này. 500.000 cho các dân chơi nhá. Đấy, 42 con 56GB này mình đán đồng giá cho bạn với giá 4.500.000 nhá. Cực kỳ là rẻ. Này, con này là con cuối cùng này. Con này mặt đẹp. Con này mặt đẹp. Đây. Con này thì là màn đẹp không ám này, hình thức là máy đẹp là trên 90% này. Màu đen này. Đây. Đấy, con này RAM 6GB. Con này nó gọi hơi cũng hơi bị tí lưu chứ chứ tí vậy thôi. Đấy, bên mình đang bán các bạn với giá là 4.200.000 nhá. Đấy, 4.200.000 đẹp, máy đẹp.
4.200k cho các bạn nhé. Đấy, con này là con số 11, 4.200k màu đen nhá. Rất là nhiều cho các bạn nhé. Đấy. Số 11 này, 4 triệu này, 200k. Đấy, tất cả sản phẩm Samsung Note 8 thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn. Thì các bạn ở ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn nhanh tay nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng ạ. Gần có thể qua trực tiếp của mình, và ở xa bên mình có ship, Các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn hãy chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình nhá. Đấy, đây, tất cả giá báo hết rồi. Bạn nào ưng sản phẩm nào thì sáng 7 giờ sáng mai liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để chốt hàng nhá. Và cuối cùng là con Oppo A5 2020 này. Đấy, con này thì nguyên hộp phụ kiện. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Oppo A5 2020 nguyên hộp phụ kiện nhé. Đấy, nguyên hộp sạc phụ kiện tai nghe này, sạc phụ kiện tai nghe này. Đấy. Đấy, nguyên hộp phụ kiện này, Oppo A5 này. Đấy, con này mình vừa xin xét xong. Đấy, mình sẽ xem con này bản bao nhiêu ghi nhé. Đấy, A5 2020 này. Đấy. Đấy. Oppo A5 2020 thì con này là bản RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 64GB nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình 6.5 inch HD cộng. Đấy. Pin thì nó là pin 5000 các bạn nhé. Pin con này là pin 5000. Đấy, hình thức là máy đẹp là 90%. Đấy. Khách kiểu người ta dùng cái ốp ấy. Dùng cái ốp này. Đây, nó dính kiểu cái ốp ấy. Đấy. Con này thì là máy nguyên hộp phụ kiện. Này. Này, nguyên hộp phụ kiện. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800k nhá. 2.800k sản phẩm Oppo A5 2020 đấy ạ. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. 2.800k nhá. Máy nguyên hộp phụ kiện cho các bạn nhá. Đấy, Oppo A5 2020 đấy ạ. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít sản phẩm Samsung Note 8. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai nhé các bạn nhé.